Vâng, chào mừng các bạn đến với cuộc trận đấu giữa 5 nhân vật gồm củ tạo Super, cái gì đây, chất A-Fi, Trần Trường S, Trúc Kỳ Bè, Sim Bè, đối thủ Bun Bu, Imer 261, Phim Vinh, Rò 911, Tạ Thương Bầu 999. Con rồi, này giống như bóp rồi à, hai hậu vệ của Nhật Tảo Super gồm có Tuẹt và Ọt. Ọt thì đó, bên tay trái, đó. Còn Oẹt bên tay phải. Đạt Sai ghê á, sai ghê. Bật ra miếng nhỏ một chú nhá. Là cái gì? Sai ghê sai ghê. Sự thật là vành năng lượng của củ tảo sẽ hay nô trên đảo các bạn. Hình như Hello. Bây giờ là chờ. Cười tươi vui. Ok, bắt đầu đi. Bật mí là cái gì rồi? Ôi dồi ôi, bắt đầu rồi. Ta cho phát thôi, các cháu. Ôi, đi. Ôi chọn cái kiếm xoay xoay trước đi bố. Ok, cái này là chiêu sát thương. Mà không thằng đi tao tao à? Tao nắp đi. Thằng cút kít không có à? Cút kít đây cái kìa. Mình đi sau cút kít đi bố. Có gì thì anh em chết chết. Nhưng mà anh vẫn bảo vệ các chú đó, các chú yên tâm đi. Đạo xoay đi. xoay chóc, tao phải bảo vệ đồng đội của tao chứ. Ý giời, các cháu ơi, chú mày đánh quần tao. Còn một thằng bố đừng chém nữa đi. Còn một thằng à, máu nhỉ, mấy chú cút kít này máu nhỉ. Làm anh cũng phải máu nửa theo. Wow, mỗi mình tao à, chúng mày chạy đâu hết rồi. Cút chít chết hết rồi. Chết hết rồi. Đâu mới ra được. Ra cứu chú chít xoay xoay hết cứu chú chít rồi. Chú chít. Đi hồn máu đi. Ủa, hai thằng này vào phát chết to, mình vào đấy mình chết oan rồi. Vào đâu? Đó, vào cái trụ nó tự nó bắn nè. Thằng kia, úi giời, mỗi mình tội nghiệp chứ. Để anh trang bị thêm năng lượng. Tội nghiệp nhất lên. Rồi, cút đi, rồi cứ biết ra là xoay chóc, đây là xoay chóc, còn xoay chóc. Sống là phải chạy. Nó tự hồi mà bố. Thì mình phải chạy nắp đi mình hồi tự. Quay cho phải nữa. Tao vào cho tao chết à, tao hòa. Chờ cái đợt sau, các chú thì cứ chịu khó vào hy sinh vì tổ quốc và anh ghi cho một cái tấm bằng hy sinh vì tổ quốc. Tặng kèm theo đấy là một cái bánh rán và một cái bánh xôi nước. Và một mùa nóng thì cho một ly trà đậu đen 2000 cốc. Bôi con máu. Wow, bị bó nó cái con này cái gì cho mặt. Con cho bố hình mặt bó là một cái mà để mở ra rồi bóc bóp. Nhìn nhanh. Có thằng nó bỏ máy đi à bố. Đạt ơi. Thích ra kia nào. Con chào anh. Cũng đập cho bây giờ. Ôi nhìn nó bị trắng. Anh giúp vào xuống.
con là thứ nhất rồi nha. À, mày có mười mười này. Chết rồi đó. Đi chết. Nói rồi mà. Con này giờ tao phá đi, tao ta rồi. Phá tan một quả trứng cút rồi. Trứng cút lộn, cầm lên ăn ngon. Luộc lên chứ. Bố tự nhiên bố chạy về hồi sinh. Chạy về hồi sinh. Nó tự hồi sinh cho mình. Cấp bằng ghi công cho đại tướng Đỗ Văn Tạo thành thay thế chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế sao vậy? Anh cũng đạt thị trường cho 2 đô để về mua một tấm bánh mì. Chỉ có 2 đô. Một gói mì tôm và một cái mì chua ngọt để anh ăn sáng rồi anh đi. Để đâu á chả á chả. Bố đi thử đường này. Sao bố không dùng hết tung? Hát tung nó chưa đến lượt, nó phải ẩn bao nhiêu nổi sáng như vậy thì mới hát tung. Sao lại tung như thế? Sao có hồi sinh máu mà không, bố không bấm vào hồi nãy? Ủa sao nó chẳng có tiếng gì vậy? Có tiếng gì để nói mà. Không có tiếng gì. Chắc bố không cần nó cũng được mà. Thôi được. Mới phá có được hai cái trụ cột thôi mà đã chết. Tội nghiệp cái trụ. Các chú bộ đội à bố? Ủa, có gì? Là các chú bộ đội. Cục kít là cục kít. Trời ơi! Bố đi bằng đường này xem thử đi bố. Mà chú cút kít này đi đâu ơi? Ôi trời ơi, bị phá một trụ cột rồi bố. Không thể nào vật vào dưới ở bên này. Đã hy sinh vì tổ quốc. Bố ơi, tí nữa đi ra đường này bảo vệ đi chứ bị phá một trụ cột rồi.
đập để xem nó có gì. Cho chị hết. Vừa nói chị Quỳnh mãi. Ơ, thằng Đạt nó chọn nhân vật mà. Ơ, cái thằng mập béo này. Thì vừa chơi cái thằng chơi trong trắng. Buồn. Tại cho cái thằng đấy đơn còn hơn. Thằng đẹp trai có làm được gì đó. Cái thằng được trai hồi nãy đây thôi. Vừa đánh được cái là Victor luôn á. Thế là cái thằng cung đi bố. À đúng rồi, thằng cung hồi nãy bố cũng được thích tô cái kìa. Nó đâu? Thằng thích tô nó chắc cái thằng kích kích nó được tô rồi. Tô được cái hả? Là Victor kích tô. Súng đi bố. Yeah. Hồi nãy không. Natarai chưa có đây. Natarai. Thôi bố. Không cần con đã sợ. Con này cũng được mà mình sợ sĩ để thôi chứ làm được mà. Natarai. Natarai. Nó kiếm cưa được nhỉ. Natarai. Không tay nó đỏ đỏ. Nó có bao nhiêu sức mạnh? 1, 2, 3, 4 luôn. Mọi con kia chỉ có 3 thôi, con này 4 luôn. 4 yếu tố chứ không phải là sức mạnh. Trời ơi, lồng ngực nó to chứ kìa. Chắc bố thích lắm. Nó sắp nổ rồi. Dạ, sắp nổ ngực của nó. Nổ ngực nó này. Bố Tạo đã chuẩn bị chiến đấu và bây giờ anh đang hồi chấn thương. Và bây giờ chuẩn bị là xem cô Đạt xem có ỉa đánh đấm thì đi ỉa trước đi, còn Quỳnh đã dầm thì đã trước đi, không được qua. Còn cần thiết thì nếu cái bố ngồi ở ngay cạnh Quỳnh thì muốn đá dầm thì bỏ tay ra đái vào tuyệt đái vào kia thêm nè à bị okay. Chị Quỳnh sẽ đái vào bị đánh trận cuối cùng. Chị có dẫn đái vào bụng. Hello. Quay mặt luôn đi bụng. Hello mọi người. Tôi đang kêu này. Tôi đây không thèm sợ gì. Tôi chỉ sợ đứng ở trong mình mà sợ đứng người nữa thôi. Ông bà tôi còn đang sợ đây nè. Em cố nhầm này. Chạy nhanh thức bố nè. Cô em bố ơi, bố chạy đường này thử đi. Cô em đi đâu đấy? Đường này á hả? Cái gì đây? Cô em đi đâu đấy? Không nhớ anh à. Hả à, cô em này. Cô này. Thiếp nữa là bị phá một cửa này. Mình còn gãy nó tức điên lên. Chạy ngay, mình ra về. Con nói rồi chơi con này làm gì?
Bố chọn đi nha. Để xem nó hồi phục nhanh hơn nhỉ. À đúng rồi, nó hồi phục nhanh hơn. Nó chỉ có 3, 2, 1. Cái gì đấy, con mình có thằng phải chứ vậy. Nhanh như khỉ đột. Đánh là nhìn tin nè bố. Bố đang đánh ra mình tin. À, đây này, cái chiêu thức của bố chỉ được chỉ sẵn nè. Đó, rồi. Đúng rồi chứ. Con khỉ nó đang khóc huê huê gì. À, chẳng theo nó đang kêu chật mình như à. À, có chịu điểm bùa hay đấy. Cái con này Natara. Bắn một phát chết cả nhỏ luôn bố nhỉ. Đó, chịu điểm bùa đó. Bùa, bùa này, bùa này. Ngon nhá, cụ táo nhá. Thật chất là đầu hói đấy bố. Thật chất là một cái đầu hói. Dính, dính, dính. Như thế này. Tay ra quỳnh. Như thế này là đâu rồi. Mỗi tấn công à, cái à, cái này con này là tấn công từ xa này, không được. Mỗi tấn công cái đó từ xa đi. Du 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 du. Chạy chạy chạy. Tại mỗi mình cứ cho nó hút được. Đã dùng rìu Monster trước 5 phút thì gì đó. Nó để hiểu. Bên cạnh là có một con cá này đúng không? Cái gì? Con chó gâu gâu kìa. Con chó gâu gâu. Nó đâu phải đâu. Nó đang chủ phá chủ cột mà cái thằng kia thì chạy đi ngu rồi. Đánh một cái chết cả nhóm. Con này cũng mạnh phết bố nhỉ. Ừ. Hay từ giờ bố dùng con này nên đi bố. Cứ sắp xếp rồi, chạy chứ. Nó sắp xếp hết từ đầu rồi bố ơi. Máu máu máu. Có gì đuôi đuôi vậy? Đuôi đuôi đuôi. Chết rồi, về bú sữa thôi. Nên bú sữa nhé. Mình là màu xanh hay màu đỏ quân ấy. Màu xanh. Nhìn cái vạch trên đầu này suốt ngày hỏi ngủ này. Màu xanh này với màu xanh kia. Mình là màu xanh lá cây, còn đồng đội của mình xanh này nè. Còn nó là màu đỏ. Nó vậy suốt ngày hỏi. Nhưng bố ơi, thật chắc là mấy cái bọn kia nó cũng là máu xanh như mình thưa bố. Biết rồi. Bố ơi, bố cần gì bắn nhiều quá. Hết đạn thì sao? Có trừ gì đâu, có bị trừ gì đâu. Đó, chỗ thích kia. Chỗ thích kia. Chạy đi dính. Bố ơi, trái tim đi, mò mò mò. Trái tim cũng mò 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 mò. Bố kia về bú sữa đi. Phụ nằm nó đánh gì đây? nó đánh bằng niềm tin. Cái gì đấy ngộ lại này. Con lại cười gì ăn nó. Nó cười gì bố ơi. Bố chết đi thôi. Bố, thằng này nó kể gì á? Bố và đi xe đấu bị lập cho ta ăn sáng.
đi nhảy nhót lên trên hơn nói em yêu. Sợ quá em chả có gì. Trụ sở của mình giờ không có cái để hơi máu rồi bố. Mà hồi nãy bố đi trúng cái gì mà nó hơi máu á. Rồi rồi, còn ra nhanh đi. Bố sẽ mẹ cái là uống nước thánh, tự nhiên uống nước thánh. Nó còn tệt kêu màu xanh không? Đi nhẹ nhát lên tâm nhờ bố nhờ. Nghe con linh tinh binh binh ít 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 ít. Rồi chết hết cả đám luôn. Bố ơi, bố chơi bằng niềm tin là hay sao mà bố cứ bắn sắp hết chứ chết. Có chết đâu. Nó vào lại. Có chết đâu mà chị nói. Ơ thằng màu đỏ kia mất kìa. Màu lai gì đây bố? Ui, phá được một tự sở kia nữa. Ui, tình hình như chưa và chết rồi. Nó có một. Sự sở chính nó nè. Cái sở chính nó là tan ý thôi. Bố ơi, xem mảng đồ xem đất nước mình có bị gì không bố? Không, em vui sự. Mình ăn vô sự trong khi đất nước bọn nó thì sao nhỉ? Điên điên cũng cũng hôm nay đánh bại sắp hết quần nó rồi. Đầu ra mà sắp nước đầy. Tôi chạy đây. Ôi, đúng rồi. Anh nói đi theo mình là bố. Mày bị điên à, cái thằng vàng vạc này. À, nó muốn mình chơi chở cho. Chơi coi mình chơi chở ra. Bảo chết rồi. Không chạy ngay mà chết, bạn đọc chết rồi. Chạy kịp, ngày mai chạy kịp. Ăn máu đi dạ, rồi. Nó chạy vào đây để đe dọa bọn kia. Hú, giờ nó đánh rồi, giờ phá tan trụ sở rồi. Phá tan được một trụ sở của mình luôn bố. Đòi lại công lý, bảo hành đứt đất nước mình. Giờ thắng rồi. Chị bọn nó không lo bên nó mà toàn lo bên ơi sao cái gì hết vậy.
mình chẳng cần làm gì.